Dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho nhiều tình huống bất ngờ nảy sinh. Ở Lạng Sơn thì hơn 400 người dân đã sống trong doanh trại quân đội. Đây là những người từ Trung Quốc trở về và họ phải được cách ly 14 ngày để kiểm soát dịch bệnh. Trung đoàn Bộ binh 123 thuộc Bộ Chỉ quân sự tỉnh Lạng Sơn là một điểm được chọn để đưa người dân vào sống trong cuộc sống cách ly. Cuộc sống của các cán bộ chiến sĩ ở đây cũng đã thay đổi lớn khi mà mỗi ngày phải phục vụ hàng trăm con người. Chỉ riêng chuyện ăn uống thôi thì cũng đáng kể rồi. Bắt đầu từ 3 giờ, cán bộ chiến sĩ đã nhóm lò chuẩn bị cho bữa sáng. 20 cán bộ chiến sĩ được huy động để nấu ăn. Mỗi ngày, họ phục vụ hơn 1.500 suất. Số thực phẩm cần chế biến là gần 1 tạ thịt lợn, 2,5 tạ rau xanh, gần 3 tạ gạo và nhiều loại thực phẩm như cá, gà, trứng. Trong ngày, buổi sáng thì bác thức dậy, thì là phải tất cả phải lên chia cơm để bảo đảm được kịp thời gian cho bà con ăn cơm. Và khi ăn cơm xong tôi lại tiếp tục quay vòng các ca kíp để làm cho thực hiện được kịp bữa trưa. 11 giờ trước 11 giờ 15 là phải có cơm cho đơn vị. Rồi là tôi làm đây cũng thật sự vất vả nhưng mà rất tự hào là được phục vụ bà con. Hàng ngày các suất ăn đều được phục vụ đúng giờ. Sáng 6 giờ 30, trưa 11 giờ và chiều lúc 5 giờ. Thức ăn chia theo suất mang đến từng phòng để tránh tập trung đông người, đảm bảo nóng sốt đến tận tay người dùng. Vào trong này thì ăn uống thì 3 bữa thì đầy đủ no. Phải cái là cũng ổn định hơn ăn uống ở ngoài trong những ngày bọn em làm ở bên đất bạn. Các suất ăn này tương tự với suất ăn của chiến sĩ. Các em bé thì mỗi ngày còn có thêm 3 bữa cháo. Trong 14 ngày, họ sẽ được phục vụ ăn uống tận nơi như thế này. Đó là chuyện ăn. Vậy còn ở thì sao? Doanh trại quân đội thì chắc chắn là không được như khách sạn rồi. Nhưng những tiện nghi và thoải mái thì cũng gần như là đang ở nhà vậy. Đánh cầu lông, đá cầu. Những hoạt động giải trí mà với nhiều người, họ không có thời gian, điều kiện để thực hiện lúc còn đang làm ăn mưu sinh bên ngoài. Cách ly ở trong doanh trại quân đội, nhưng nhiều người có cảm giác như đây là một khu ký túc xá, nhà ở thân thuộc. Các chú bộ đội đây, tất cả đây, đối xử với người Việt mình thì rất là chú đáo. Cái gì cũng vậy, thì công dân cần cái gì nhờ các chú bộ đội đi lên căng tin thì các chú bộ đội cũng nhiệt tình lên ủng hộ với dân. TV được trang bị đến hầu hết các phòng, báo phát đến tận giường. Mỗi người đều có tủ đồ cá nhân, được phát đủ chăn màn, nước nóng để tắm. Rất cảm ơn các cán bộ rất nhiều vì cái chuyện ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của chị em để cách ly trong thời gian 2 tuần để về đến gia đình yên tâm hơn. Vào đây khi mà vào ấy thì các bác sĩ quân y hay là các bác sĩ của bên Bệnh viện Đa khoa tăng cường sang đây đã tiếp nhận chúng tôi và hướng dẫn cho chúng tôi những cái quy trình để mà cách ly, để mà khỏi ảnh hưởng đến trước tiên là bản thân chúng tôi, xong đến gia đình, người thân và tất cả cộng đồng ngoài kia. Cũng có người lúc mới vào cách ly trong doanh trại quân đội, cảm giác bức bối, khó chịu. Thì nay, hơn một tuần, đã quen và an tâm với nếp sinh hoạt này. Mỗi ngày họ vẫn được kiểm tra sức khỏe 2 lần, được nhắc nhở việc rửa tay, đeo khẩu trang phòng dịch. Người dân cứ yên tâm nghỉ ngơi, bởi ngay cả rác cũng đã có các chiến sĩ thu dọn. Tất cả vì mục tiêu khống chế thành công dịch bệnh.